Vâng, xin chào mọi người nhá. Vâng, Hồng Duy là xin gửi lời chào thân ái đến mọi người nhá. Hôm nay rảnh rỗi buổi tối nhàn rỗi em làm clip vui với mọi người và giao lưu cùng với mọi người. Bây giờ em sẽ làm clip và sẽ cho các bác thưởng thức một đoạn nhạc. Sau đó các bác thử đoán xem đoạn nhạc nó được phát ra từ đôi loa nào các bác nhé. Trong bốn cặp loa trước mặt các bác thì các bác sẽ đoán xem đâu là cặp loa đang phát nhạc để cho các bác nghe nhé. Và thưa các bác, em sử dụng một con đẩy 3600 là A3600 Sutander đó. Con này em đã giới thiệu với các bác rất là nhiều, không có vang, không có lọc và không có thiết bị gì khác. Em chỉ sử dụng duy nhất một con đẩy và cấp điện thoại được cấp nhạc ra từ máy tính các bác nhé. Bây giờ em xin mời các bác cùng nghe và em sẽ mở ngay bây giờ. Kính mời các bác cùng nghe nhé. Vâng, thưa các bác đã phát hiện ra là đôi loa nào đang hát chưa? Bây giờ em xin mời các bác đeo tai phone lại và các bác nghe lại để các bác phân biệt một lần nữa xem đôi loa nào đang phát và em đang thu bằng thiết bị gì, để các bác thử nghe xem em đang thu bằng thiết bị gì và âm thanh phát ra từ đôi loa nào các bác nhé. Lát nữa em sẽ cho các bác biết là nó phát ra từ đâu và em thu bằng cái gì. Thấy được. Và bây giờ
bạn lên. Và đây là cái thu âm trực tiếp thì các bạn sẽ quan sát em đang nói vào đây, không có tiếng bị thu âm nào khác ngoài chiếc điện thoại của em. Và em sẽ bật lên cho các bạn nghe. Đây là quả thứ hai thì các bạn, em sẽ kết nối vào cái cục đẩy. Thưa các bác, đôi DJG này là một dòng loa VIP, loa quý tộc, cũng như là một dòng loa rất là hiếm trên thị trường. Lát nữa em sẽ làm video clip giới thiệu với các bạn về đôi loa này. Và bây giờ em sẽ cho các bác nghe chất âm đôi loa này nguyên thùng xốp các bác nhé. Em chưa hề mở và cũng sẽ không mở. Khi bác nào mà có nhu cầu thì em sẽ phục vụ và sẽ mở cho các bác xem. Còn bây giờ em sẽ không mở và để mở cho các bác nghe chất âm. Đôi loa này cũng không hề rẻ đâu các bác nhé, loa Trung Quốc.
Vâng, thưa các bác, vừa rồi là các bác được nghe nghe hai đôi loa thể hiện và cùng trên một tiết tấu nhạc. Vâng, thưa các bác, hai phân khúc loa em vừa giới thiệu là cũng do nhu cầu của khách hàng đã xem và đã hỏi em trên video clip lần trước là các bác muốn nghe chất âm. Thì thưa các bác, hôm nay em đã cho các bác được nghe và được thấy. Và như đôi Phi Vây 4G, em đã làm video clip cho các bác xem. Đôi loa Phi Vây 4G bây giờ có giá trên dưới 35 triệu các bác nhé. Đấy, còn đôi DJG hiện tại em chưa bán và cũng chưa có giá. Và em sẽ quay video cho các bác xem về đôi loa DJG ngay sau video clip lần này các bác nhé. Thì các bác vừa rồi được nghe cả đôi loa DJG và đôi loa Phi Vây thể hiện cùng một lúc. Đôi loa DJG thì có cơ hội như sau: một bát 30, dòng bát RCF và một tép neo các bác nhé, một tép kèn neo từ trắng, từ thép trắng. Vâng, nó thiết kế với vỏ vân gỗ và phun sơn trần màu vàng và để lộ ra những cái vân gỗ ở trên chiếc thùng rất là đẹp. Em sẽ có video làm chi tiết về đôi loa DJG cho các bác xem. Và các bác thân mến, hôm nay video này em xin được dừng ở đây vì cũng làm video để cho một bác khách hàng được biết về công suất của một con là 3600 có thể chơi được như thế nào. Thì hiện tại em đang đánh cho các bác vừa rồi xem thử là đang đánh với một đôi Phi Vây bát 40 từ 22 cô 100, bát full đôi các bác nhé. Con đẩy là 3600 này có thể đánh được một đôi full đôi từ 22 cô 100, thưa các bác. Còn dòng loa 30 thì đánh hai đôi không phải suy nghĩ, mà giá rất là cực kỳ là mềm. Hiện tại bây giờ em vừa mới về được thêm một số con nữa, thì lần này còn đẹp hơn đợt trước, nhưng do về thị trường lần này nó cũng khó về, cho nên là như giá con 3600 LA này thì hiện nay em đang bán với giá là 6 triệu bao ship cho các bác. Đó. Cũng không có nhiều đâu, có khoảng tầm 10 con thôi. Thì bác nào có nhu cầu mua và cần sử dụng những con đẩy như này hoặc những đôi loa như này, các bác vui lòng đăng ký kênh cũng như là gọi cho em qua số điện thoại 0936019001, qua Zalo và Facebook 0936019001. Cửa hàng em hiện đang có địa chỉ tại phường An Lạc, thị xã Chí Linh, Hải Dương các bác nhé. Bác nào mà xem được video thì các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh và các bác bấm vào nút thông báo hiển thị, sẽ cho các bác hiển thị những thông báo mà khi em làm clip lên để giao lưu cùng với các bác, chia sẻ những sản phẩm cũng như là những kinh nghiệm để chọn những đôi loa, những thiết bị âm thanh phù hợp cho mình nhé. Vâng, em xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video của em và hẹn gặp lại trong một video tới. Sau đây vài phút nữa em sẽ làm một video để giới thiệu các bác về đôi loa DJG. Kính mời các bác cùng đón xem video tới để được biết chi tiết một đôi loa đẹp như thế nào, chất âm hay như thế nào. Thưa các bác, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video ạ.